Thưa quý vị, tại Quảng Ngãi, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều hồ chứa phục vụ tưới tiêu đang ở mực nước chết. Không ít diện tích lúa của bà con nông dân đã và đang bị ảnh hưởng. Trong khi đó, thì vụ ra lúa chính của vụ hè thu chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến kỳ thu hoạch. Hiện chính quyền, các địa phương và nhà nông đang tích cực tăng cường công tác chống hạn lúa và hoa màu. Hơn 3 sào lúa của gia đình anh Võ Tấn Dũng, thôn Diên Lộc, xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn, sắp đến kỳ thu hoạch. Tuy nhiên, do thiếu nước, gần 40% diện tích không trổ đồng hoặc hạt lúa bị lép. Với tình trạng nắng nóng kéo dài cũng như các hồ chứa đang dần cạn kiệt, hơn 55 hectare lúa hè thu của bà con thôn Diên Lộc đứng trước nguy cơ thiệt hại. Cái lúa này là bị thiếu nước này. Đây là chỉ bà con chỉ có tưới để một phần nào đó thôi, chứ còn đây là hư hết rồi. Cái đồng này bây giờ người ta đang két hết cho bò như lần này. Vụ hè thu năm nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 39.000 hecta lúa và hoa màu. Tính đến cuối tháng 6, thời tiết nắng nóng khiến mực nước tại các hồ chứa giảm mạnh. Cụ thể, đối với các hồ chứa lớn, mực nước trung bình chỉ còn dao động từ 40 đến 50% dung tích. Các hồ chứa có quy mô nhỏ dưới 30% và nhiều hồ chứa dưới mực nước chết. Các địa phương và người dân đang khẩn trương triển khai các biện pháp chống hạn nhằm hạn chế thiệt hại. Trước mắt thì địa phương tập trung hỗ trợ hai cái giếng để khoan và đề nghị huyện là xin địa bàn huyện là xin khoảng 3 cái giếng nữa và để tập trung khoan giếng chống hạn, sẵn sàng là lắp các cái trạm bơm giả chiến ở những cái kênh chìm, những cái sông dọc theo sông để chuẩn bị tưới hỗ trợ cho cái hệ thống thạch nhôm ở những cái đoạn cuối kênh, và thậm chí những cái hồ chứa mà khi mà đã dưới mực nước chết ấy, thì tỉnh cũng đã chỉ đạo cho phép là bơm cái lượng nước ở mực nước chết của hồ để tưới cho cái đợt cuối cùng của cái vụ này. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, trà lúa chính của vụ hè thu sẽ bắt đầu kỳ thu hoạch. Để đảm bảo duy trì tưới tiêu, ngành chức năng khuyến cáo người dân tiếp tục khơi thông kênh mương để tiếp nước từ hệ thống kênh tưới của công trình thạch nham. Ngoài ra có thể tận dụng nguồn nước từ những hồ sắp cạn, tổ chức bơm lượng nước còn lại xuống các kênh chìm nhằm duy trì nguồn nước tối thiểu phục vụ sản xuất. Còn tại Đà Lạt thì trong những tháng gần đây, khi mùa mưa đến, hiện tượng ngập cục bộ khi mưa to tại thành phố này được cho là do nguyên nhân khiến hệ số thấm nước mặt đất giảm. Và một trong những nguyên do đó là diện tích nhà kính, nhà lưới dày đặc đã làm cho nước mưa chảy nhanh và làm cho tình trạng ngập cục bộ gia tăng. Phường 12 thành phố Đà Lạt, nơi phần lớn người dân canh tác nông nghiệp trong nhà kính, đây cũng là sinh kế vài chục năm qua của người dân nơi đây. Ngoài cái lợi, người dân cũng nhận thức được nhiều mặt trái, nên các ngành chức năng có chủ trương hạn chế và giảm thiểu tác hại nhà kính bằng nhiều giải pháp. Nếu mà làm nông nghiệp mà kết hợp với thuận tự nhiên thì nó sẽ ok hơn. Còn nhà kính thì tới bây giờ thì qua nhiều cuộc đánh giá chuyên gia thì thấy nó bắt đầu nó không ổn. Hiện nay có hàng ngàn hecta nhà kính tại thành phố Đà Lạt và các vùng lân cận vẫn chưa xây dựng theo quy chuẩn do nhiều nguyên nhân. Nông dân vẫn biết làm nhà kính quy chuẩn sẽ mang lại lợi ích lâu dài, thế nhưng việc thực hiện còn nhiều hạn chế. Thực tế cho thấy, việc xây dựng nhà kính quy chuẩn đã mang lại hiệu quả rõ rệt đối với hệ sinh thái xung quanh. Theo chỉ đạo của các ngành chức năng thì quy định mà bây giờ là khi mà người dân đăng ký làm nhà kính phải lên đăng ký với xã. Sau đó thì xã phải cử cán bộ xuống khảo sát, đồng thời phải có một cái chừa lại một khoảng đất trống đủ quy định để thoát nước. Sau khi mà các nghị quyết chỉ đạo ban hành đó thì lượng nước thì cơ bản là được kiểm soát, giảm hẳn cái việc mà ngập úng vùng trũng thấp. Xây dựng nhà kính theo quy chuẩn sẽ là một chiến lược lâu dài giúp giảm thiểu tác động của nhà kính đến môi trường. Tuy nhiên chủ trương này mới chỉ dừng lại ở nhận thức của người dân. Còn ngành nông nghiệp mới dừng lại ở việc khuyến cáo và hướng dẫn người dân thực hiện, chứ chưa có chế tài quản lý hữu hiệu. Các địa phương, các cấp các ngành sẽ thực hiện các cái công tác tuyên truyền để đảm bảo hiệu quả. Thứ hai nữa là chúng ta có cái lộ trình, có cái cơ chế chính sách để làm sao mà giúp cho người dân chuyển đổi cái phương thức canh tác sử dụng nhà kính sang không sử dụng nhà kính đối với các loại cây trồng nó có phù hợp, nó đảm bảo cái thu nhập cho người dân. Trong lộ trình giảm thiểu nhà kính và tác hại của nhà kính nội ô Đà Lạt cũng như các vùng lân cận, nhiều chuyên gia đề xuất trước hết cần điều chỉnh quy hoạch đất đai để làm căn cứ xây dựng, triển khai kế hoạch hàng năm ở từng địa phương.
Ngoài ra, việc tạo cơ chế chính sách hỗ trợ cho nông dân nguồn vốn đầu tư nhà kính quy chuẩn, kết nối tạo đầu ra tiêu thụ cho các cây trồng ngoài trời cũng là những giải pháp giúp nông dân vừa đảm bảo thu nhập, vừa xây dựng và phát triển nông nghiệp bền vững.